điện nè, nó chạy điện lưới ngoài đường nha, điện quốc gia nè. Giờ đang có điện nè ha. Giờ cúp điện nè. Cúp điện nè. Nào, cúp bàn giao xuống nè. À. À, cúp bàn giao đó. À, cúp bàn giao xuống rồi đó. Chạy nè. Nào. Điện này đâu có tắt các bạn không? Giờ có điện ha. Có điện nè. Giờ có điện ha. Giờ điện rồi đó nè. À, 10 giây sau động tắt. Hay không? Không. Nó không ảnh hưởng tới máy luôn nha. Máy vẫn hoạt động bình thường, dù cấp điện có điện vẫn hoạt động bình thường đâu. Nó không có tới chậm tốc độ. Nó không có dừng lại, điện nó vẫn chạy liên tục đâu. Khỏi sợ luôn. Không. Nó vẫn chạy bình thường. Nó không có dừng, nó không có mắc nguồn điện lập tức, nó vẫn chạy bình thường. Đó là khi có điện. Giờ khi lỡ cúp điện nè, nó bật cái dao lên nè, dao xuống nè, cúp điện rồi đó. À, cúp điện là phải dừng lại cái. Đó. Hay không? Ngon lành. Đó là cái cúp điện đó bà con. Đó.